Vâng, lời đầu tiên thì em xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác ạ. Hôm nay thì Hoàng Audio cũng rất hân hạnh giới thiệu tới toàn thể các bác về một trong những cái sản phẩm rất là tốt của âm thanh để anh em nào muốn sở hữu để chơi trong cái dịp Tết năm nay, đó là dòng mic MTS, dòng mic bãi của Đài Loan rất là xịn sò. Đấy, trước mắt anh em đây là bộ mic MTS, thì về cái phần đầu thu của nó là vẫn còn nguyên tem nha, em mới tháo cái vít ra thôi ạ. Tí nữa em sẽ khui cái tem này ra. Đấy, và trên đây anh em có thể nhìn thấy là cái tem cùng với mã vạch của hãng của nó, đó là thương hiệu của nó đây. Đấy, Mentorship đây, thì người ta ký hiệu tắt đó là MTS. Đấy, anh em có thể nhìn thấy cả cái tem rất là xịn sò, có cả mã vạch đầy đủ. Đấy, chỗ này nó bị dính mất cái mút vào thì không thể nhìn thấy được thôi. Còn thương hiệu của nó rất là lớn của Đài Loan luôn. Đấy, thì đây là cái phần tay mic của nó đây. Anh em có thể nhìn là nó còn rất là đẹp, còn rất là đẹp luôn. Và em cũng đã tháo cái côn của nó ra đây. Trước mắt các bác đây là một dòng trong những dòng cao cấp nha. Côn của nó thiết kế là côn rời luôn. Đấy, côn rời cho các bác luôn. Đấy, dòng mic này rất là chất lượng luôn. Đấy, tiếng của nó thì có thể nói là anh em nhìn, anh em nào mà biết thì nhìn phát là biết ngay đây là một trong những cái dòng côn tiếng rất là tốt rồi. Đấy, côn rời hẳn ra như thế này, khi anh em xoáy vào nó sẽ tiếp xúc vào đây nhá. Đấy, sóng khỏe, tiếng hay. Bây giờ thì em sẽ mở thùng ra để cho anh em có thể nhìn thấy là cái ruột gan của cái dòng mic này nó tương đối là chất lượng cho các bác. Đấy, đấy, trước mắt các bác đây là một trong những cái dòng mic rất là chất lượng luôn. Anh em nào mà biết về mic, đầu thu mic thì nhìn qua về cái ruột gan của con này thôi là đã biết là nó chất lượng đến mức như thế nào rồi. Đấy, có hẳn hai hộp sóng nhỏ hai bên nhá. Đây là cái con IC của nó đây. IC của thuộc dạng cắm này thì rất là bền bỉ này. Đấy, chất lượng bọn này thì kể cả về tiếng cũng như là về sóng sánh thì mọi cái của nó khá là ok luôn. Đấy, đây nó có ghi luôn là microchip luôn này, một trong những con chip rất là hay của các cái bộ mic ở bên Trung Quốc hoặc Đài Loan người ta gửi về. Đấy, mic thì hầu hết nó đều phải là từ Trung Quốc và Đài Loan thôi. Đài Loan là một thương hiệu cũng khá là lớn. Đấy, một trong những cái nước nó sản xuất mic rất là hay luôn. Đấy, và trước mắt anh em đây là cái phần màn hình của nó. Nó có ký hiệu MTS này. Anh em có thể dò sóng tự động này. Đấy, có phím volume của nó rất là nhỏ ở đây. Người ta thiết kế cái nút như này để tránh trẻ con vặn này. Đấy, anh em để thoải mái, các cháu nó bé thì các cháu sẽ đỡ nghịch hơn. Đấy, MTS888 này. Đấy, sóng rất là khỏe luôn, tiếng rất là tốt. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Hoàng Audio qua số điện thoại 0931655906 nhé. Đấy cũng là địa chỉ Zalo của em. Anh em yêu mến thì nhớ like giúp em một tí, đăng ký kênh để ủng hộ em mỗi ngày nhé. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều. Đấy, và cái bộ mic này thì em xin được bán cho anh em với cái giá là 2 triệu Việt Nam đồng. Giá rất là rẻ thôi. Đấy, để anh em về chơi Tết. Một trong những cái dòng mic cao cấp mà giá chỉ có 2 triệu đồng như thế này thì anh em rất nên lưu ý để mà mang về sở hữu trong bộ dàn karaoke gia đình nhà mình nhé. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.